Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia và Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng ban hành Bộ Tiêu chí xanh quốc gia. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Theo tạp chí Kinh tế Việt Nam, mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành chức năng, nghe báo cáo, cho ý kiến về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tiêu chí xanh có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư. Một số vấn đề cần làm rõ khi xây dựng hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia là căn cứ chính trị, pháp lý, nội hàm, nhận thức, cách tiếp cận đối với những ngành kinh tế hiện có và các ngành kinh tế mới nổi theo hướng xanh. Báo cáo Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia là khung cơ bản, cơ sở để xây dựng các tiêu chí kỹ thuật dưới hình thức các danh mục bổ trợ, chi tiết đối với các ngành, lĩnh vực cụ thể. Danh mục được xây dựng phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, tham chiếu và học hỏi từ danh mục phân loại của các quốc gia trên thế giới. Theo kinh nghiệm quốc tế, nhiều nước sử dụng hệ thống phân loại xanh xác định các hoạt động kinh tế và đầu tư giúp thúc đẩy đạt được các mục tiêu bảo vệ môi trường, ví dụ như giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hệ thống phân loại xanh hỗ trợ đánh giá quá trình xanh hóa nền kinh tế thông qua thống kê theo dõi và báo cáo chi tiêu công và hoặc chi tiêu tư nhân đầu tư cho tăng trưởng xanh trên cơ sở các tiêu chí cụ thể phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây là nền tảng cơ bản để xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi xanh và điều tiết, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư vào các hoạt động đóng góp cho các mục tiêu môi trường, tăng trưởng xanh. Dự thảo hệ thống ngành kinh tế xanh của Việt Nam được xây dựng dựa trên tham khảo và học hỏi từ các danh mục tiêu chuẩn trên thế giới, đồng thời điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với mục đích xây dựng và quốc gia hóa. Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia không trùng lập hay xung đột với Bộ Tiêu chí Môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh, danh mục phân loại xanh hiện đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng. Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia áp dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống dưới, trên cơ sở đánh giá hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để từ đó chọn lọc các nhóm mục tiêu và đưa ra các định nghĩa, tiêu chí, xác định mức độ xanh. Do đó, hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia hướng đến xây dựng một công cụ thống nhất để đánh giá quá trình xanh hóa nền kinh tế một cách toàn diện trên cơ sở thống kê các hoạt động, dự án đóng góp cho nền kinh tế xanh. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia đóng vai trò rất quan trọng, cần được xem xét, sớm ban hành, làm cơ sở cho các bộ ngành triển khai xây dựng hệ thống tiêu chí kỹ thuật, phân loại xanh theo ngành, lĩnh vực nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc áp dụng và triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tại cuộc họp, các ý kiến phát biểu của các đại diện, lãnh đạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp khẳng định, cách tiếp cận xây dựng hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia phải bảo đảm tính kế thừa, tích hợp, không xung đột với các danh mục phân loại xanh hiện hành. Chia sẻ với VN Economy, ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các quốc gia có thể xây dựng danh mục phân loại xanh dựa trên các nguyên tắc và cách thức khác nhau, nhưng nhìn chung, những danh mục phân loại xanh phổ biến nhất trên thế giới hiện nay vẫn được tiếp cận chủ yếu dựa trên 3 nguyên tắc chính: tiếp cận theo nguyên tắc danh sách trắng, tiếp cận dựa trên tiêu chí sàng lọc kỹ thuật, tiếp cận dựa trên các nguyên tắc tương tự. Tại Việt Nam, ông Thọ chỉ ra rằng, trong những năm qua, khái niệm danh mục xanh, dự án xanh đã được sử dụng khá rộng rãi ở nước ta trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng, nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của các ngành, lĩnh vực. Tiêu chí đánh giá về môi trường cho dự án xanh, dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường, tài liệu tham khảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành vào năm 2019 trong khuôn khổ hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh với Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC. Tài liệu đưa ra bản tiêu chí định tính để xem xét, đánh giá dự án xanh và đề xuất danh mục dự án xanh với 14 lĩnh vực, 65 nhóm loại hình dự án. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tích hợp các tiêu chí xanh vào hệ thống kinh tế quốc dân nhằm triển khai các chủ trương lớn, quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước cũng như các chiến lược, kế hoạch, pháp luật về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hệ thống phân loại xanh không chỉ hướng đến việc đưa các tiêu chí xanh vào hệ thống kinh tế hiện tại mà còn tích hợp một số ngành kinh tế mới như đầu tư và phục hồi môi trường tự nhiên, sử dụng công nghệ mới trong cung cấp dịch vụ xử lý môi trường, năng lượng tái tạo.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Xanh Quốc gia làm cơ sở để các bộ ngành xây dựng các bộ tiêu chí cụ thể, phân hạng mức độ xanh cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế, đề xuất danh mục phân nhóm các ngành kinh tế xanh theo mức độ khác nhau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng hệ thống thống kê quốc gia về kinh tế xanh làm cơ sở theo dõi, đánh giá, trong đó chú trọng một số chỉ tiêu quan trọng như mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP, chỉ số phát thải trên GDP, chi tiêu nhà nước và xã hội cho kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, môi trường. Bạn thấy thông tin trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Theo báo Dân trí, sáng ngày 17 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh những gì chưa được quy định nhưng thực tiễn đã có, được thừa nhận phải được thể chế hóa cụ thể, rõ ràng hơn chứ không nhắc lại luật. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan như thông tin cần công khai về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định. Quy định chi tiết về xác định kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, dự án kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu. Bên cạnh đó, các ý kiến khác cũng tập trung góp ý về công trình xây dựng, sử dụng kinh doanh lĩnh vực khác có kết hợp với cung cấp dịch vụ lưu trú, du lịch, khách sạn. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo phải làm rõ một số khái niệm mới về công trình hỗn hợp tòa nhà văn phòng kết hợp lưu trú (Office-tel), căn hộ kết hợp lưu trú (Condo-tel) và tòa nhà văn phòng kết hợp cung cấp dịch vụ khách sạn, căn hộ kết hợp cung cấp dịch vụ khách sạn. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh rằng những gì chưa được quy định nhưng thực tiễn đã có, được thừa nhận và được nêu trong luật thì phải được thể chế hóa cụ thể, rõ ràng hơn chứ không nhắc lại luật. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 đề nghị trường hợp doanh nghiệp không có trang web, cổng thông tin thì phải công bố trên trang web sàn giao dịch bất động sản tại khu vực có bất động sản, công khai trên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng trước khi đưa vào giao dịch và chỉ kết thúc sau khi đã hoàn thành giao dịch. Trách nhiệm xác thực thông tin công bố của doanh nghiệp đóng góp cho quy định dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ của doanh nghiệp trên tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chứ không phải trên tổng mức đầu tư của cả dự án. Về điều kiện cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, một số chuyên gia đề xuất một số tiêu chí để cơ quan soạn thảo cân nhắc như doanh thu bán cho thuê, tổng mức đầu tư, số lượng bất động sản kinh doanh trong một năm. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, nghiên cứu kỹ lưỡng để có tiêu chí hết sức cụ thể theo doanh thu đối với cá nhân kinh doanh bất động sản, bổ sung quy định về cá nhân kinh doanh các bất động sản hình thành trong tương lai. Các đại biểu cũng cho góp ý hoàn thiện quy định về thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, chuyển nhượng, bổ sung loại hợp đồng kinh doanh bất động sản dưới hình thức điện tử, điều kiện đảm bảo hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, quy định về môi giới bất động sản và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, tiến sĩ Hoàng Văn Cường đề nghị Bộ Xây dựng phân cấp cho địa phương, tổ chức đủ điều kiện để đào tạo, quản lý hoạt động hành nghề môi giới bất động sản, xây dựng bộ tiêu chí xác định chỉ số giá, chỉ số giao dịch bất động sản, thời gian tồn kho của một bất động sản phục vụ điều tiết thị trường bất động sản. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam kiến nghị bổ sung loại hình nhà ở xã hội vào phạm vi cần điều tiết trên thị trường bất động sản. Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát các thủ tục chuyển nhượng bất động sản hiện có dựa trên nền tảng số, không được phát sinh thủ tục mới. Nghị định cần đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động sàn bất động sản, cung cấp dịch vụ về bất động sản theo hướng số hóa, lồng ghép các thủ tục, không phát sinh thủ tục mới, làm rõ trách nhiệm pháp lý, nội dung hoạt động, cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, thông tin doanh nghiệp, cá nhân, khả năng kết nối với các sàn bất động sản khác. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng khung chương trình kiến thức, điều kiện tổ chức sát hạch, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, công bố công khai, lập cơ sở dữ liệu và các chế tài xử lý vi phạm. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc với các bộ ngành, chuyên gia để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định theo đúng thời hạn đặt ra. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tin mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.